Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring đường phố. Đây là một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Gian XKSL. Đây là chiếc Gian XKSL1. Và chiếc xe này cực mới các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này trên 95% về độ mới và chất lượng. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, vẫn là tông màu đen sần. Những cái đường chỉ đỏ rất là đẹp các bác nhé, ở trên khung xe. Em sẽ lướt qua nước sơn của xe. Trên 95% rất là mới. Hầu như không một vết xước nào ở trên xe. Với nước sơn đen sần này thì dù bụi bẩn bám vào các bác có thể lau qua là nó sạch rồi. Đen lì. Vâng, và đây là dây âm sườn cao cấp. Những chiếc xe cao cấp thì được trang bị dây âm sườn. Chữ Gian màu xanh nổi trên khung xe. Đây là mã QR chính hãng của xe. Cọc yên. Cọc yên và yên nguyên bản của Gian các bác nhé. Đây các bác có thể thấy đây chữ Gian đây. Yên rất là mới. Logo của Gian. Đây phản quang theo xe. Trên khung có đề chữ Alu-XL. Đây là một bộ khung siêu nhẹ của Gian. Thường thì những chiếc xe Gian bình thường ấy chỉ có khung Alu-X thông thường thôi. Còn đây là SL, tất nhiên là cho xe nhẹ và bền hơn rồi. Đặc biệt là nhẹ hơn các bác nhá. Đây bộ khung siêu nhẹ đấy. Ghi đông cổ phốt nguyên bản theo Gian. Đây phản quang trước. Để theo xe. Và chiếc xe đặc biệt được người dùng trước trang bị thêm bộ tay đắm sừng chính hãng của Gian. Có thể thấy đây, tay đắm sừng rất mới và cao cấp. Khung nhôm và càng nhôm. Rồi. Xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano Alivio, bên này bên lip 9 tầng, bên đĩa 3 tầng. Phanh dầu thủy lực cao cấp của Shimano. Ở càng cũng có cái mã vạch. Đây là phanh dầu của xe. Phanh dầu Shimano. Đấy, các bác có thể thấy cái đĩa phanh thì rất là mới. Có thể thấy đây đĩa phanh đây. Vẫn giữ nguyên được bộ vành của Gian. Và thông số lốp là 700x28C. Vâng, đây là bộ đùi đĩa của Shimano. Đây là chắn, cái chắn đĩa cho không vào quần. Nguyên bản theo xe. Xe được trang bị bộ lip của Shimano. Đây các bác có thể thấy lip Shimano. Lip trắng 2, 4, 6, 8, 9. 9 lip. 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Gạt đĩa của Shimano Alivio. Đây.
chủ đề của Shimano Alivio nguyên bản theo xe. Phanh sau cũng là của Shimano. Vâng, đĩa này rất là mới các bác nhé. Đây là lốp sau, chiếc lốp đây rất là mới. Và trên khung xe có ghi size F, dầm sẽ đo chiều cao size đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 47 các bác nhé, của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Vâng, và giờ em sẽ test chuyển động. Chín tầng lip của Shimano lip trắng. Vâng, lên lip. Vâng, chuyển động rất mượt và trơn tru. 9 tầng lip. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano Alivio. Chuyển động rất tốt các bạn nhé. Bên phải em là bên đĩa 3 tầng. Từ đĩa của Shimano. Như các bác thấy thì chuyển động rất là tốt. Là đĩa của Shimano Alivio. 27 tốc độ. Đây là một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Zan XL. XL 1. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Zan XL 1 của dòng touring đường phố cao cấp nhất của dòng Zan XL. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9.3 triệu, miễn phí ship toàn quốc và 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709933 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Và lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe mới về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.